Mụn có hết bệnh viện được không bác sĩ? Mụn hả? Mụn có thể hết bệnh viện chứ. Nhưng mà muốn biết được có hết hay không á thì phải biết được những cái nguyên nhân của nó. Tôi sẽ giải thích những cái nguyên nhân của mụn để mình cùng bàn cãi coi là có hết bệnh viện được hay không nhé. Có bạn hỏi tôi là mụn có hỏi vĩnh viễn không? Tôi trả lời là có. Các bạn có thấy người nào 60-70 tuổi có mụn đâu? Thì đó, hết vĩnh viễn rồi đó. Được hen. Thì ví dụ như các bạn là sống ở những cái môi trường khí hậu lạnh hơn, sạch sẽ hơn Việt Nam, ví dụ như khí hậu ôn đới, các bạn chuyển đi đến Đông Bắc Á như là Nhật hoặc Hàn Quốc chẳng hạn, các bạn sẽ thấy da của các bạn nó bớt bị nổ tiết bã nhờn hơn. Thứ hai là môi trường nó trong lành hơn, nó bớt bụi hơn, nó bít tắc lỗ chân lông nó giảm đi, thì nó sẽ giảm mụn thôi, chắc chắn. Thứ ba, có thể qua đến một cái giai đoạn qua tuổi dậy thì hoặc là lớn hơn một chút xíu, qua khoảng 25 cho đến 30 tuổi thì cái sự tăng tiết bã nhờn của trên da nó sẽ giảm đi, thì nó sẽ bớt mụn đi hẳn. Còn cái chuyện mà khi cái gặp một cái môi trường phù hợp hoặc là chỉ còn đổi khí hậu thôi, từ mùa đông sang mùa hè chẳng hạn, nó bị lại là chuyện bình thường, nên mình không thể nào mình trả lời là mụn có hết bệnh viện không đối với những cái giai đoạn tuổi đó. Follow kênh hai bác sĩ của chúng tôi nhé.